Diễn chào anh chị nha. Còn tới thằng diễn viên Chu Hùng, nó là một diễn viên mà bây giờ nó mặc đồ ngụy quân ngụy quyền. Vậy là sao anh chị? Ý là nó muốn khơi gợi lại những cái đau thương của ông bà chúng ta. Cái bọn giặc Mỹ nó đến, nó sát hại đồng bào ta. Cái bọn ngụy quân ngụy quyền là bọn tay sai của bọn giặc Mỹ. Bây giờ cái thằng Chu Hùng, thằng diễn viên Chu Hùng, bây giờ nó mặc cái bộ đồ đó, nó đội cái nón đó lên, vậy là sao anh chị? Nó là diễn viên mà, giờ nó muốn mặc bộ đồ đó lên, nó muốn xóa bỏ công lao ông bà của chúng ta. Như vậy thì sao anh chị? Cái thằng này còn là xứng đáng là diễn viên nữa không anh chị? Mong sao Sở Thông tin Văn hóa của bộ mình phải sao phải tước cái danh hiệu diễn viên nó luôn. Cái loại này là cái loại khốn nạn. Sống trên đất nước của chúng ta giờ, bây giờ là sao? Đất nước chúng ta hiện nay giờ đã phát triển kinh tế, y tế, xã hội như vậy, mà nó còn mặc cái bộ đồ để mà đem cái đau thương, gợi nhớ cái đau thương đến ông bà chúng ta được hành hạ, nó sát hại ông bà chúng ta như vậy. Hỏi anh chị như vậy, cái thằng diễn viên Chu Hùng đó có cần còn có để là cái danh hiệu nó, còn bộ thông tin mình á, Sở Văn hóa thông tin mình á, còn để cái danh hiệu nó không? Hay là tước anh chị? Mong sao Sở Thông tin Văn hóa của bộ của mình tước danh hiệu của nó anh chị. Còn á, một số người còn lại tôi nói cho các anh chị nghe nè. Các anh chị á, mặc bộ đồ ngụy quân ngụy quyền lên, anh chị cho các anh chị là hãnh diện hả? Anh chị cho là hãnh diện hả? Anh chị đang sống trên đất nước hiện nay và đang thời bình, anh chị được cơm no áo ấm, anh chị được vui vẻ, anh chị được hạnh phúc, đó là nhờ ai? Nhờ công lao tất cả ông bà của chúng tôi đã hy sinh cho trên đất nước này, để giữ đất nước này được bình yên độc lập, và những người kế tiếp con đường cách mạng của ông bà mình giữ gìn đất nước, để đưa đất nước phát triển như vậy, được bình yên như vậy, thì đó là công lao của ai? Công lao của những người đã hy sinh cho đất nước. Anh chị nghĩ sao mà mặc bộ đồ ngụy quân ngụy quyền, mặc cái bộ đồ mà làm lính tay sai cho bọn giặc ngoại bang để sát hại đồng bào, giết hại đồng bào ta, và nó muốn cướp cái đất nước của chúng ta. Anh chị nghĩ sao anh chị đi mặc những cái bộ đồ đó chị? Hả? Cái bộ đồ, những cái bộ đồ ngụy quân ngụy quyền, cái bộ đồ đó, bộ đồ tay sai đó, anh chị nghĩ sao anh chị mặc vậy? Hả? Cái bộ đồ đó biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đã hy sinh cho đất nước này đi bình yên. Anh chị nghĩ sao mà anh chị vui vẻ trên cái bộ đồ đó gì anh chị? Hả? Tôi hỏi anh chị nghĩ sao anh chị mặc trên cái bộ đồ ngụy quân ngụy quyền mà anh chị cười tươi vui vẻ, anh chị chụp hình tự sướng đưa lên vậy? Anh chị có xấu hổ không? Anh chị đang vui vẻ gì, anh chị có xấu hổ những người mà nằm xuống cho cái đất nước này được hy sinh để cho đất nước này bình yên như vậy không? Anh chị có xấu hổ không? Anh chị được sung sướng cơm no áo ấm, anh chị được phát đất nhà, anh chị được phát triển nhà, anh chị được nhà lầu xe hơi to như vậy, giặc không xâm chiếm, để anh chị được bình yên như vậy, là công lao của ai vậy anh chị? Là công lao của những người mà nằm xuống, là cái bộ đồ mà anh chị đó, là cái bộ đồ anh chị đang mặc đó, ngụy quân ngụy quyền đó, là những cái bộ đồ đó đó tiếp tay cho giặc ngoại bang giết ông bà của chúng tôi nằm xuống để cho đất nước này được bình yên đó anh chị. Anh chị mặc bộ đồ đó, anh chị có nhục nhã xấu hổ không? Xấu hổ với 95 triệu dân trên đất nước Việt Nam này không? Tôi nghĩ những người á mặc đồ ngụy quân ngụy quyền á, các người không có não. Chứ những mà con người mà có não, con người mà có trái tim dân tộc á, thì không ai bao giờ đi mặc cái đồ mà tay sai của bọn giặc ngoại bang ban bố cho các người như vậy đâu. Những bộ đồ đó là của bọn giặc ngoại bang nó ban bố cho các người để các người giết hại đồng bào cùng một màu da. Các người mà còn có trái tim dân tộc, các người còn là một con người Việt Nam, thì các người không bao giờ mặc cái bộ đồ đó. Cái đó là tôi nói sự thật. Tôi không muốn xúc phạm anh chị, mà tôi thấy anh chị đầu một người 2, 3, 4 thứ tóc hết rồi, làm ông làm bà hết rồi, mà cái đầu của anh chị toàn là cám lợn ở chổng không à. Các anh chị không biết mà cái trái tim dân tộc là gì chứ. anh chị mặc bộ đồ lên, anh chị ơi tao mặc bộ đồ lên, tao tự sướng, tao hãnh diện, tao nở mặt cười. Rốt cuộc cái bộ đồ đó là ai ban bố cho các anh chị mặc trên đó vậy? Cái bộ đồ đó là bọn giặc Mỹ, bọn giặc ngoại bang, nó ban bố cho anh chị để anh chị mặc cái bộ đồ đó lên. Để anh chị mặc cái bộ đồ đó lên, khi anh chị mặc bộ đồ đó lên, ông bà của anh chị mặc bộ đồ đó lên, nó giết ai không? Giết chính đồng bào của anh chị, giết những người cùng một màu da với anh chị. Bọn giặc ngoại bang ban bố cho anh chị những cái bộ đồ đó, ông bà của anh chị bộ đồ đó, để giết hại đồng bào cùng một màu da, cùng một máu thịt với anh chị đó. Mà chính ông bà của anh chị á, là nhận lương của bọn giặc ngoại bang. Như vậy mà anh chị nợ, như vậy mà anh chị cứ là hãnh diện, là anh chị là tao đi mặc cái bộ đồ này tao chụp hình tao tự sướng hả? Anh chị có xấu hổ không? Nhất là thằng diễn viên Chu Hùng á, mày có xấu hổ không? Mày có xấu hổ không? Mày già đầu bạc 2-3 thứ tóc là Chu Hùng, mày nghĩ sao vậy? Tao thấy mày cũng là một diễn viên, mày cũng hiểu biết mà, mày nghĩ sao mày mặc một bộ đồ của bọn giặc ngoại bang ban bố cho cái bộ đồ đó để mà giết hại đồng bào? Mày là một diễn viên mà tại sao mày mặc bộ đồ đó? Và cái bọn mà tao gọi cái bọn mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền của chúng mày á, chúng mày hãnh diện hay ho gì mà chúng mày mặc những cái bộ đồ đó? Những cái bộ đồ đó là chúng mày gợi nhớ lại. Chúng mày gợi nhớ lại là gì? Nó hành hạ ông bà tao, biết chưa? Mấy thằng khốn nạn hả? Mấy thằng mặc đồ ngụy quân ngụy quyền là mấy thằng khốn nạn, chúng mày biết không hả? Chúng mày á, ông bà chúng tao đó đã quên rồi, quên hận thù rồi nha. Ông bà chúng tao đó là gì? Hy sinh cho để giữ gìn đất nước, quên đi hận thù, đã nằm xuống rồi. Nhưng mà chính cái bọn của chúng mày mặc lại những cái bộ đồ tay sai của bọn giặc ngụy quân ngụy quyền để làm chi? Chúng mày khơi gợi lại lòng hận thù của người con cháu của những người đã hy sinh, đã nằm xuống cho cái đất nước này, để giữ cái bình yên này. Chính cái bọn chúng mày mà cầm những cái mặc cái bộ đồ lên đó, chúng mày bộ đồ ngụy quân ngụy quyền là chúng mày đang khơi gợi lại cái hận thù đó. Hay ho gì mà chúng mày mặc lên đó? Thật sự mình thấy anh chị à, nhưng thật lòng á, nhưng thấy những cái thành phần mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền á, nhưng căm hận đó anh chị. Căm hận là sao anh chị biết không? Những cái bộ đồ đó đó, nó bắt ông bà của Nhiên, nó hành hạ ông bà của Nhiên, ngụy xẻ rước voi về giày Mã Tổ, là người Việt Nam nhưng chống lại dân tộc, đưa Mỹ trả công bằng đô la cho chúng. Dạ đúng rồi anh. Nhà lầu đĩ điếm và rồi không hoàn thành nhiệm vụ, đánh thuê phải đu càng, thế mà giờ phải coi đó là quay, thật đồ điên đó Thái Ngọc Nhiên. Dạ đúng anh. Bọn chúng không có não đâu anh, bọn chúng không có não. Nó ra vẻ là ta đây hãnh diện mặc bộ đồ đó, nhưng mà thật sự với anh á, với cô bác anh chị á, bộ đồ đó đem lại những cái gì? Gợi nhớ lại cái hận thù đó cô bác anh chị. Nhất là thằng diễn viên Chu, thằng Chu gì anh chị, Chu Hùng đó anh chị. Nó là một diễn viên mà nó mặc đồ như vậy. Và cái bọn nào mà thằng nào con nào còn mặc cái bộ đồ ngụy quân ngụy quyền á, chúng mày nọ não tàn là cám không à. Chúng mày toàn là não cám không à. Tại vì cái bộ đồ đó, tao nói cho chúng mày biết, cái bộ đồ đó đó, nó bắt chính ông nội tao nha, nó hành hạ ông nội tao, nó giật điện, nó kẹp điện ông nội tao nha, nó hành hạ ông nội tao, đánh đập ông nội tao, đánh ông bà tao. Biết bao nhiêu ông bà tao đã hy sinh vì cái bộ đồ của bọn ngụy quân ngụy quyền của chúng mày. Cho nên tao thấy là tao phải hận, Tao hận những cái thằng nào con nào mặc đồ ngụy quân ngụy quyền ở trên đất nước Việt Nam này. Tao căm thù chúng mày nha. Tao căm thù bọn chúng mày, nhất là thằng diễn viên Chu Hùng và cái bọn nào thằng nào con nào còn mặc đồ ngụy quân ngụy quyền. Tao chửi chúng mày đấy. Chúng mày là một lũ khốn nạn. Chúng mày là một lũ khốn nạn như ông bà của chúng mày. Thằng nào con nào mặc đồ ngụy quân ngụy quyền thì cái tâm trí tụi mày, não chúng mày thì giống hệt như cái bọn mà tay sai lính đánh thuê cho bọn giặc Mỹ. Chúng mày không hay ho gì đâu. Chúng mày mặc đó là tao đã biết chúng mày là thế nào. Tao đã biết cái con đường tương lai chúng mày á là phản quốc, là sẽ nối tiếp ông bà chúng mày làm tay sai cho bọn giặc ngoại bang tiếp. Biết chưa, cái lũ khốn nạn. Thằng Chu Hùng không để cho nó để xúc phạm những cái hình ảnh mà nghệ sĩ chân chính của trên đất nước của chúng ta, những nghệ sĩ mà phục vụ cho đất nước của chúng ta. Cái thằng Chu Hùng này mong sao Sở Văn hóa Thông tin tước cái danh hiệu nó. Nó nghĩ sao nó mặc bộ đồ ngụy quân ngụy quyền và chụp chung với những cái bọn khốn nạn mặc đồ ngụy quân ngụy quyền. Thật sự, nhưng thật sự với anh chị á, Nhiên rất là căm hận những cái thành phần mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền nó gợi lại cho Nhiên. Anh chị biết không, thấy ông bà mình nghe bà nội kể rồi ông nội kể lúc mà Nhiên còn nhỏ nhỏ, lúc nó mấy tuổi, ông nội kể cái bọn ngụy quân ngụy quyền nó rất là ác, độc ác, cực kỳ là ác. Nhiên nói mày biết bộ đồ này là bộ đồ gì không? Bộ đồ này là bộ đồ của bọn Mỹ. Nó mướn ông bà mày á để mà giết hại ông bà tao. Ông bà tao là cái người là sao? Là người đã giữ gìn đất nước này, hy sinh mạng sống này để giữ gìn đất nước được bình yên. Ông bà tao chẳng có nhận 1.000 một đồng lương nào hết. Ông bà tao là một người dân tự nguyện để đi ra đánh giặc. Còn ông bà mày tiếp tay cho bọn giặc Mỹ về rước voi về giày mã tổ giết hại đồng bào. Thì mày bây giờ mày khơi gợi lại cái bộ đồ này ông bà mày ngày xưa đánh ông bà tao. Bây giờ căm thù vậy đó anh chị. Ở miền Tây không có dám thằng chó con nào á, không có thằng nào con nào dám mặc những bộ đồ đó hết. Dân nó quánh cho mà sắp mặt. Ở miền Tây á, ở tỉnh An Giang Nhiên á, mặc thử đi. Dân nó quánh cho. Nó quánh cho rồi lôi lại công an luôn. Thật sự những cái thằng mà những con mặc đồ ngụy quân ngụy quyền đầu nó không có não, nó biết xấu hổ, không biết nhục nhã là gì đó anh chị. Cho nên nó Nhiên cũng làm cái clip này để gửi đến anh chị em chúng ta cùng lên án. Chúng ta cùng nhau viết bài, cùng nhau cùng lên án những cái thành phần này, những cái thành phần khốn nạn này còn tôn thờ cái bọn giặc ngoại bang, tôn thờ cái bọn ngụy quân ngụy quyền. Chúng ta cần phải lên án. Nhiên chào anh chị nha. Cũng khuya rồi, Nhiên rất là bức xúc anh chị. Nhiên chào anh chị. Nhiên rất là bức xúc. Nhiên bay lên lại, Nhiên lên làm clip lại với anh chị. Nói thật sự hả, mệt lắm anh chị. Công việc bù đầu bù cổ, nhưng mà còn phải làm đó anh chị. Còn phải thấy bức xúc như vậy, Nhiên còn phải lên làm một cái clip bay lên để mà nói, mà tức như vậy nè anh chị. Ra nó phản ánh nhận thức cá nhân. Thực ra hình ảnh bộ đồ đó chính là biểu tượng ác ôn chứ quay phong gì đâu. Dạ đúng rồi anh. Em gặp cái bộ đồ đó là đem lại cái hận thù á. Hận thù đó là nó đánh ông bà em, nó giết ông bà em, nó hành hạ ông bà em, đem lại cái hận thù đó. Chứ cái bộ đồ nó mà quay hụng gì. Bộ đồ là bộ đồ nhục nhã của chúng. Bộ đồ đó là bọn chúng đánh thuê mà. Nó đâu biết nhục nhã xấu hổ là gì đâu. Đà não của nó toàn là cám lợn không à. Nó đâu biết xấu hổ là gì. Cái bọn mặc đồ ngụy quân ngụy quyền này nó đâu biết xấu hổ là gì. Chào anh chị. Nhiên chúc anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc rồi mà hạnh phúc. Sức khỏe dồi dào nha anh chị. Chúc anh chị buổi tối ngủ ngon. Anh chị cũng lên clip điều viết bài tiếp phụ Nhiên ha. Nhiên lâu lâu Nhiên bay lên, Nhiên lướt qua vòng, Nhiên coi rồi xong Nhiên cũng bay xuống lại, nhằm khi không có thời gian để mà chấm còm, chấm thích đâu, lướt xem. Mà tại vì sao anh chị biết không? Không dám chấm like chấm thích là anh chị biết sao? Không đọc tới đọc lui cái bài đó cho kỹ rồi Nhiên mới chấm được. Nhưng chào anh chị nha. đi xuống nha anh chị.